Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số mẫu máy nữa, từ cái giá tầm trung đến giá rẻ, nghĩa là từ cái mức mà chúng ta sử dụng gia đình đến khai thác nhẹ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tổng quan gồm 6 con máy các bạn. Giá thì một chút mình sẽ báo chi tiết, còn về cái thông số thì mình cũng nêu ra để cho các bạn chúng ta lựa chọn cho nó phù hợp. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu về con Echo. Cái này là dòng Echo 302 này các bạn, RC 302. Con giá này nè, con máy thì mình cũng báo giá trực tiếp luôn, là máy này 2 triệu các bạn. Về tình trạng thì RC 302 này thì bít tông của nó là được 37 ly một lá. Giờ mình sẽ nổ máy lên cho các bạn xem luôn nha. Đầu tiên là bấm xăng nè. Đây là kéo e gió nha các bạn. Giờ mình sẽ nổ máy nha. Với cái phương châm bán hàng của mình là mình sẽ test trực tiếp và thử cây thực tế cho các bạn, chúng ta có thể là xem tặng tường cũng như là lựa chọn những cái dòng máy nào phù hợp với lại công sức và gia đình để mà chúng ta sử dụng. Giá thì mình cũng báo chi tiết, các bạn có thể là quan tâm những cái dòng nào thì các bạn nhớ đây thường nhớ liên hệ theo số máy của mình. Là số máy liên hệ thì các bạn có thể liên hệ theo số máy là 0943 505 242 nha các bạn. Đây là cái số máy của mình, thì các bạn có thể kết bạn Zalo vân vân. Sau những cái dòng máy thì mình đã tuyển chọn hết rồi, thì các bạn có thể là tham khảo và tìm mua đối với những cái dòng mà mình hay bán. Vì những cái dòng này là đặc biệt là một là cái độ ổn định, hai là không có sôi xăng nha các bạn. Đặc biệt những cái dòng máy sôi xăng là mình không có bán. Những cái dòng này là ổn định, các bạn cứ thì cứ việc là hết xăng chúng ta châm và sử dụng tiếp. Đây là những cái lợi thế mà mình đã tiện cho các bạn, nghĩa là mình chọn những gì tốt nhất để đến tay của người sử dụng. Và bây giờ tạm thời mình sẽ cho qua cái máy này. Và cái máy thứ hai là dòng G361 nha các bạn. G361 này thì bít tông nó 35 ly. Nó cũng một lá thôi, nhưng mà được cái thiết kế là cái công suất của nó là được cái bộ lòng sâu, bộ tay dên dài, nên là cái lực của nó cho rất là khỏe các bạn. Những con máy này các bạn có thể là dối lên 5 năm vẫn được, nhưng mà nguyên bản thì các bạn cứ việc để 5-4 mà chúng ta sử dụng thôi. Còn về việc mà các bạn có thể là sử dụng khai thác nhẹ cho cái công việc gia đình của mình, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành nổ máy cho các bạn xem về cái công suất thực tế của máy này nhé. Đây thì đây là phần bấm e của nó nè. Đây chi tiết thì con máy này mình cũng báo luôn là 2.800.000 các bạn. Máy thì các bạn mua mình bao ship hết rồi, còn có thể là chế độ bảo hành cho các bạn là chúng ta khi nhận máy các bạn được bảo hành 1 tháng về cái lỗi mà lửa cũng như là bình xăng con vân vân. Nếu mà nó có vấn đề gì đó thì các bạn cứ việc alo cho mình nha. Rồi mình sẽ cho qua con máy này nữa. Và tiếp theo là mình sẽ cho cái hệ máy rẻ này các bạn, là hệ Romax Cô Lốc các bạn. Máy màu vàng này. Máy này nhìn rất là đẹp. Những cái bạn nào mà muốn tiếp cận những dòng máy rẻ thì con máy này ổn định hơn những dòng homeless nhiều. Đấy, thì con máy này về thông số thì mình cũng trực tiếp là nói thật là nào giờ mình bán chứ mình chưa có đo là con máy này là bao nhiêu ly nữa các bạn. Nhưng mà cái tông mình nhớ là cũng gọn gọn thôi, đâu đó khoảng từ 35 36 ly thôi. Đấy thì về cái
bơm xăng phụ nè, e gió nè, công tắc các bạn đẩy lên xuống nè. Đây. Rồi thì con máy này là 1.200.000 nha các bạn. Đối với những cái dòng này thì mình thấy mình bán cách đây cũng vài năm trước á, mình thấy dòng này chạy rất là ok, cũng ổn định cho cái độ bền cũng như là cái khả năng hoạt động, mình thấy cũng rất là tốt đấy. Nên là con máy này cái giá thành nó cũng hơi có thể là có phần nó hơi tốt hơn con Homelet một tí. Đây. Bây giờ mình sẽ tiếp theo là con những cái dòng mini tay ngắn các bạn. Con máy này thì có mức giá là do là thuộc về top hệ rồi nên là cái giá nó sẽ cao hơn một tí, là con máy này giá là 1.700.000. Về phần khởi động và thao tác á thì các bạn cũng có được cái bơm xăng phụ nè, e gió vân vân. Về dòng này thì mình cũng cho thông số luôn là 35 ly hai lá bạc nhé các bạn. Nếu mà các bạn mà xem theo dõi kênh của mình thì cũng khá là dành đối với những cái dòng này. Đấy thì giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành nổ máy cho các bạn xem nha. Về nguyên lý thì các bạn bơm xăng thì chúng ta nhại nổ thôi, còn không bơm thì các bạn kéo e gió. Trường hợp mà vú xăng này nó bị vỡ á, các bạn có thể kéo e ra, bấm gió này, các bạn kéo e ra thì các bạn cứ việc là giật khoảng 3-4 phát là nó nổ thôi, các bạn cũng hoạt động bình thường thôi. Dòng này mình gọi đúng là cái thương hiệu thì nó là Bomat, nhưng mà nó là hệ Singu các bạn. Singu 35 ly. Đối với những dòng này 35 ly nhưng mà được rất là khỏe. Mình thấy là cái độ do là được cái bô lửa nó rất là thông. Con máy này các bạn nổ từ xa nghe rất là phê. Đấy, thì con máy này là 1.700.000. Rồi ok. Đây là cũng là một cái phong, một cái hệ của nó đó các bạn. Bomat hay gọi là Singu 290. Đấy. Bây giờ mình sẽ nổ máy cho các bạn xem. Thì mình cũng vừa điểm sơ qua cho các bạn những cái dòng máy mà tầm nằm cái mức giá gọi là tương đối tầm trung và chúng ta dễ tiếp cận cho cái công việc là ổn định. Và tiếp theo là con máy cuối cùng các bạn là hệ Makita. Makita này đối với những cái dòng mà MDE 235 332 mấy rồi nè, 335 rồi nè, thì mình thấy là không có bằng những cái con mà MD 4000 các bạn. Những con máy đó MD 4000 với tông luôn và công suất nó lớn hơn, nó chạy rất là khỏe. Còn đối với những dòng này thuộc về như là gọi là cái công suất là máy rẻ luôn các bạn. Nên là con máy này nó cũng là loại máy rẻ thôi. Nó dao động đâu đó khoảng 1.300.000 là chúng ta có thể sở hữu được con máy này rồi. Con máy này mình sẽ nổ máy lên cho các bạn xem về cái công suất hoặc là động thực tế của máy này. Nếu mà có dịp thì mình sẽ một chút mình sẽ test cây và thử thực tế về khả năng của nó, các bạn nhớ theo dõi nha. Thì đây cái kiểu thiết kế của nó nè, đây là stop là chúng ta đẩy lên bật xuống là stop nha các bạn. Đây là bật lên là đóng e.
Con máy này thì không có phanh, không có phanh thắng nha bạn, nó chỉ là thiết kế làm mẫu được thôi, chứ con máy này giờ không có phanh thắng. Thì mình còn đây, còn sót đây một con Austin 020 nữa các bạn. Thì dòng này là 40 ly, dòng này hai lá thì hàng thương hiệu, giá rẻ và chất lượng thì khỏi nói rồi, thương hiệu đến từ Đức của Germany. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành nổ máy và báo giá cho các bạn. Thì đối với con Austin 020 này, giá sẽ là 1,6 triệu nha các bạn. Máy này sở hữu cái lam này là tương đối là gần 5 năm đó, 4 mấy. Bít tông thì được 40 ly. Dòng này hai lá bạc, chạy rất là khỏe. Bây giờ mình sẽ nổ máy cho các bạn xem nhé. Đấy, như vậy thì mình vừa điểm sơ qua một số dòng máy cho các bạn. Thì những con máy mình vừa điểm qua đó, mình sẽ test thực tế cho các bạn. Các bạn nhớ đón xem cái khả năng thực tế của các con máy này nhé các bạn. Mình sẽ đi test cây cụ thể cho từng con một. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ test thực tế về cái khả năng công suất hoạt động của các con máy này nhé các bạn. Thì trên đường mình dần chuyển tới đây thì khách hàng đã chốt mình hết hai cây mini rồi, hai nghĩa là hai cây single đó đã không còn để mình test nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu test những cái con mà còn hiện tại ở đây. Bây giờ mình sẽ nổ máy và test cho các bạn xem nha. Đầu tiên là con Austin. Austin 020 này thì giá khi nãy mình báo là 1,6 triệu nha các bạn. Đối với những cái con mà tầm trung, công suất nó cũng tương đối là vừa và lớn đó, cũng với lại cây to cũng như là nó khô. Còn những máy mini này mình sẽ thử với lại cây nó tư một chút và nó nhỏ nha các bạn. Giờ sẽ con bài xe cô lóc nè. Con mini
Nói chung lên những cái máy này thì mình đã báo giá thì nãy hết rồi. Đây, mình vừa test khả năng thực tế của các con máy này. Về giá thì tùy theo cái nhu cầu mà các bạn có thể sử dụng. Công suất nó cũng khác nhau nha các bạn. Đối với con máy này thì cũng có phá lam nữa nè. Phá lam vẫn còn. Đây, thì số máy thì các bạn có thể liên hệ theo cái số máy của mình vừa báo khi nãy là 0943 505 242 nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.